mới nhận được con R6 nha anh em. Con này là R600, màn bể cực mạnh luôn. Máy riêng R6 nha. Đó, bể rất là ghê. Dạ mà màn vẫn còn ok nha anh em, màn còn đẹp ha. Làm tiến hành mình tháo màn ra nha. Màn này tháo khó nha anh em, cũng hơi khó tháo đấy. Không dễ ăn con này. Đi vệ sinh sạch cái màn rồi nha anh em. Thì ta tiến hành dán keo vô nha. Dán cứng nha. Dán cứng vô. Ép và hấp lại là xong nha anh em.
canh chung nha nè. Trường nha này, cùng làm vô cho mày hấp ha, hấp khoảng 10 phút, ok. Chờ tí nha anh em. Bước cuối là bây giờ mình sẽ dán màng nha anh em, dán màng vô cái con T6 này, mới ép xong này. Nhưng mà khách có nhu cầu thay vỏ luôn, nên là mình chỉ dán màng lại để mình gắn màng thôi, mình test thứ này nó ok chưa nha anh em. Thì qua quá trình ép xong này, này cái này thì sau này anh em gắn này cũng nhớ gắn cái này cho khách nha, làm kỹ cho khách một tí anh em. Anh em gắn lại ha, cho nó đó, cho nó khỏi bung cái màng ra đó, để lại đàng hoàng. Tí là mình sẽ dán keo. À, khách có nhu cầu thay màng á, nên là mình chưa có thể nào mà dán được, test anh em coi thôi. Để đại khái là nó đã lên ok, và để mình sẽ test sơ chức năng ok nha anh em, chờ tí nha. Đó. Rất là đẹp nha anh em, ép xong thì nó như ring thôi, còn chả vấn đề gì, chả ảnh hưởng gì cảm ứng, không thực sự anh em luôn đó, rất là chuẩn nha. Mình sẽ test sơ cảm ứng cho anh em xem. Đang không màn này chưa hề ám yếu luôn, còn rất đẹp luôn. Test anh em sơ anh em hết coi thì nó liệt chạm như nào không? Ok anh em ha, rất ok luôn, màn sáng đẹp luôn, nguyên ring luôn, màn ring G600 với lại A6 nói chung nha anh em. Con này là con G6 này đó. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip tới thời điểm bây giờ nha. Thân ái chào cả nhà, anh em thấy hay nhớ bấm like, đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh của mình. Chào anh em và hẹn anh em clip tiếp theo nha.